Streamer Độ Mixi báo tin vui đón công chúa nhỏ. Trưa 11 tháng 10, streamer Độ Mixi bất ngờ thông báo tin vui trên trang cá nhân. Theo đó, anh hào hứng chia sẻ, cháu Phùng Trang Anh chào cả nhà mình ạ. Kèm theo là hình ảnh vợ anh nằm trên giường sinh, con gái đang ra kề da với mẹ, còn Độ Mixi nở nụ cười thật tươi ngồi bên cạnh. Bức ảnh của Độ Mixi trên Facebook nhanh chóng đã thu hút gần 400.000 lượt tương tác, kèm hơn 20.000 lượt bình luận và 2.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải. Mọi người đều để lại bình luận chúc mừng đến gia đình tộc trưởng. Sau khi Độ Mixi thông báo về việc cô công chúa nhỏ của vợ chồng anh đã chào đời, cộng đồng mạng cũng như bộ tộc đã nhanh chóng đào lại tiêu chuẩn kèn con rể của nam streamer. Theo đó, trong một buổi livestream vào ngày 20 tháng 4, Độ Mixi đã chia sẻ về niềm hạnh phúc của anh khi chuẩn bị đón cô công chúa nhỏ. Khi có con gái, anh sẽ đưa con đi khắp nơi, nhìn con gái lớn lên. Bên cạnh đó, Độ Mixi sẽ dạy con gái chơi siêu nhân từ bé, lớn lên thì sẽ dạy con chơi game. Điều đáng chú ý, Độ Mixi còn tưởng tượng hơi xa đến tương lai sẽ chọn chồng cho con gái mình. Cụ thể, anh đưa ra những tiêu chuẩn. Thanh niên nào lấy con tôi sẽ phải mua nhà cạnh tôi, chuyển về ở gần tôi sẽ gả con gái cho. Hàng ngày tôi sẽ chắp tay đi sang xem chúng nó sống với nhau thế nào, nhỡ có vấn đề gì mình bước chân cái sang nhà nó luôn. Với tiêu chuẩn cánh rể này của Độ Mixi, nhiều cư dân mạng đã than trời, lắc đầu cho rằng khó quá anh ơi, giá nhà trung tâm Hà Nội bây giờ đắt đỏ lắm, mua nhà ngay bên cạnh nhà anh Độ thì lại càng khó hơn nữa.